Hello, xin chào mọi người. Xin chào cả nhà nha. Rồi hôm nay thì tiệm của anh Troy đã quay lại nha. Và đây là bạn Huy. Rồi Huy giới thiệu sơ về bản thân mình đi em. Em thì trong nhóm Troy thì em tên là Huy. Hôm nay thì tới đây là Huy sẽ nhắm tới một cái mốc là sẽ cao hơn Troy. Nhưng mà để tham gia vòng gala thì sẽ có chọn từ 3 thí sinh có thời gian ngắn nhất. Thí sinh đang đứng thứ 3 là đang là 8 phút 27 giây. Wow. Đó là một bài tử. Còn thí sinh thứ nhất là đang là 5 phút 13 giây. Trong 3 bạn đó thì Huy sẽ có một suất vô vòng gala. Còn nếu mà hiệu ứng tham gia ở trong 4 tuần tốt á thì mình sẽ chọn thêm vị trí thứ 4 và vị trí thứ 5. Và các bạn nào mà có cái số lượng mà boss trong cái clip đó cao thì mình chiến thắng rồi, mà số lượng boss cao thì dù thời gian nó không nằm trong top 3 thì mình vẫn sẽ ưu tiên chọn những cái bạn đó vào ha. Rồi thì trước khi thi thì chắc là Huy cũng phải ghi một cái cam kết giống như các bạn khác ha. Rồi phần này thì mình sẽ làm nhanh thôi, sau đó mình sẽ tới phần lấy bánh cho Huy luôn. Ngày hôm nay cũng hơi trễ, Huy lên chờ cũng hơi lâu á, chắc bánh này Huy ăn lẹ nên đã đói rồi mà cả nhà. Rồi cảm ơn Huy nha, cảm ơn Huy đi. Rưỡi rồi mọi người. Tí nữa anh Lộc sẽ cân cái bánh bao này nữa cho nó đủ cái trọng lượng. Tối nay anh Lộc chơi lớn nên là sẽ ngồi ăn trước cửa quán luôn, tại vì giờ cũng vắng khách rồi á. Giờ cũng 9 giờ rưỡi rồi. Ở chỗ vị trí này để cho mấy bạn có một cái không khí gần đường xá cho nó đông vui. Chà. Ồ, cái này là sẽ hơi bị cặn đấy nha. Sao? Nóng chứ. Nóng rồi. Nóng. Này không có cái gì gấp ra. Thôi đã ghi xong cái cam kết rồi nha mọi người. 3 hours later. 11 giờ 52 phút. Thôi ăn xong là chuyển qua ngày mới luôn á. Rồi, ăn xong thì coi đáp anh luôn em. Rồi, đây cho mọi người coi luôn là Google. Search Google đúng cái giờ là 23 giờ 52 phút luôn. Đúng cái khung giờ đó luôn. Nên đúng giờ ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy này xuống nha. Là cho Huy thêm một cái mâm nữa. Đúng rồi. Để Huy. Còn bên mình thì sắp lịch nhưng mà hôm nay thì nhiều cái sự cố nó không lường trước được. Nên tới bây giờ mà thí sinh Huy cũng bắt đầu thi nha. Nói chung là anh em mình ngồi thánh dốc bây giờ 2 tiếng đồng hồ. Thật sự là giờ bắt đầu. Huy sẽ thi với tâm lý đang là rất là đói bụng rồi. Chiến đấu hết mình nha Huy. Rồi. Nhà cổ vũ cho Huy nha. Đi. 1 2 3 đi. Rồi cho phụ trách nước nha. Giấy giấy đây là 350 với 1.000.000 tiền thưởng nha, với đằng sau có cái bảng chúc mừng chiến thắng luôn nha. Thời gian nào đi nữa thì cũng cực kỳ là phải đáng khen, tại vì Huy chờ từ lúc 9 giờ mấy tới bây giờ cả nhà, rất là đói bụng rồi.
bánh bao này có bao nhiêu cái trứng, trứng cúc anh Lộc? 20 trứng. 20 trứng cúc, mọi ngon quá. Mọi người có thể nhìn cái nhân rất là đã luôn á. Đã thật sự luôn. Cháy ở đây thì do khi mình hấp á, cái đáy của cái bánh bao nó hơi bị mềm á cả nhà. Lọt cái giấy nó hơi khó, nó hơi lọt cách là vừa ăn vừa lọt luôn. Mấy anh Nghĩa, em coi thử đồng hồ coi. Bây giờ là 23 giờ 55 phút. 55 có nghĩa là bây giờ Huy còn 5 phút nữa để ăn xong cái bánh. Chứ đủ 12 giờ. Mấy anh cái qua ngày mới luôn. Cái nhân có vẻ nó nhìn nó hình như bà nó làm hồng quá. Đúng rồi. Nó khác cái bữa em ăn. Lần này là bà làm có thêm mọc quá tròn. Nó sẽ kết dính cái nhân nó tốt hơn. Nãy anh Lộc mình đang tính nói anh Lộc là bây giờ mình nếu mà đợi tới gần 12 giờ thì mấy anh em mình dọn ra giữa đường ngồi cái vỉa hè đến giữa đường quay luôn. Ở đây nó có hai cái tiếng ồn đặc trưng, đó là tiếng ồn máy bay và tiếng ồn mấy thanh niên đi bay. 14 giờ 14 phút 16 giây, còn 14 phút 16 giây ăn mới được có 3 phút mấy à. Bây giờ đừng đặt nặng là mình phải vào top gì hết, mình cứ ăn hết sức mình thôi Huy. Anh tin chung là ăn hết sức là nó cũng là một cái thành tích cực kỳ ấn tượng. Để làm được cái bánh này em nghĩ là bà phải mất mấy tiếng đồng hồ. Nhiều quá. Nhào. Phải ủ nhân nhào bột rồi cho nó bột nó mịn ra. Hấp chắc mấy tiếng anh. Nước nước. Anh làm nước làm. Nước 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 nước. Mấy tiếng đồng hồ là một người ăn là mấy người ngồi thèm luôn á. Tính luôn là 55. Tính luôn chủ quán ngồi thèm luôn á, nãy giờ chưa ăn gì. Trời ngồi canh. Nó bụng lắm rồi. Nãy giờ cái này bánh này đưa anh ăn chừng 2 phút rồi. Cái 2 phút là hết ở trong miệng là cũng là đỉnh cao. Bánh bao này nó rất là khó nuốt khi mà mình ăn dồn. Nhưng mà sao có nhiều thanh niên ăn được 5 phút hay quá. Bạn ăn tiếng ngọt bạn sẽ đợi sát cái nước á, bạn ăn bạn uống liền. Mà món khô đó, mình nói món nước thì không sao, mà món khô mà ăn nhanh được cái đó thì đúng là quá giật. Ví dụ như ăn cơm á thì còn dễ nuốt, tại cái bánh nó là ấy. Bánh nó là dày, bột có dày lắm. Hôm nay cũng là clip mà mình test cái ghi âm mới ở cả nhà. Huy là người đầu tiên test cái clip này. Mong là cái này làm tốt hơn.
dọc đó là hè nó quay ngày mai thì đúng là còn mấy phút nữa là qua ngày mai rồi đó. Đúng rồi, trời ơi. Nếu mà theo đúng như anh em thì giờ này mình ăn xong là đi quất một tô thứ gõ nữa là đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Mà 10 phút 42 còn khoảng bao lâu nữa thì cái chương trình sẽ kết thúc cái vòng loại là hết tháng 6. Cái tháng 6 hôm nay là 20 mấy rồi. Hôm nay là 21 này là sẽ thi tuần thứ 3. 27, 28 là sẽ thi tuần cuối. Sau đó mình sẽ chốt danh sách để chọn ra 3 thí sinh có mốc thời gian ăn nhanh nhất để vào vòng đặc biệt. Được bao lâu rồi anh Lộc? Được 8 phút rồi. 06. Còn 10 phút 06 mới được ăn 8 phút. 8 phút. Nước rồi, đập nước rồi. Hôm nay thì ăn trong cái tiết trời mà giao ngày như vậy thì thực sự là cái này gọi là bánh bao ma anh lòng cười quá không đi. Tại anh em làm mới bận nha. Bận quá. Bận hơn em rồi đó. Phần dưới nó bị dư hơi quá nhiều một xíu. Cái này nếu làm phân nửa thì được. Cameraman là giờ anh Lộc mà cầm cái máy mà đứng ngoài đường thì hơi thử thách anh Lộc. Đúng rồi. Nhưng mà giờ thì cũng giờ khuya rồi. Nên anh em mình ăn xong giờ này là cũng dọn hàng luôn cả nhà. Đây là vị khách cuối cùng ở trong ngày hôm nay luôn rồi. Và cũng là khởi đầu ngày mới luôn rồi. Qua ngày mới chưa nghĩa. Bây giờ là 12:03. Qua ngày mới. 12:03. Nếu mà tính thì là quay ăn trong 2 ngày á. đợi cái bánh bao 2 tiếng vất vả cho Huy quá. Giấy dưới rồi giấy còn đâu gần cái em nghĩ anh 10 cái nhỏ, cái này là bằng 10 cái nhỏ hơn nếu... cái này cộng ra là bằng 15 cho tới 18 chân á, 15 tới 18 cái chân bánh bao bình thường. Trước cốt là 20 trái. Vậy thì em nghĩ nếu mang 18 cái nhỏ thì sẽ khó hơn. 18 cái nhỏ thì em phải ăn số lượng một cũng nhiều hơn. Đúng rồi, 18 cái nhỏ mà em đi cân ra là nó nhiều hơn một ít. 6 phút sáng đầu tiên trong ngày 18. Trời, tại Huy là trường hợp là Huy có quay YouTube luôn ở kênh Bé TV á, đó nên Huy sẽ có cái lịch
đặc biệt hơn các bạn khác. Còn đa phần là các bạn sẽ thi vào ngày thứ 6 ở mỗi tuần nha cả nhà. Vậy là hơn em rồi Phạm Văn Lộc. Hơn em chưa ta. Rồi còn mấy cái vùng là 5 phút 54 Lý Thị Xúc. Hết trong điện là mình sẽ dừng nha. Wow, 5 phút 30 giây rồi. Là 14 được 13 phút 12 phút 12 phút rưỡi 12 phút rưỡi 12 phút rưỡi Okay. Đó là cũng là một cái mốc mà rất là đáng khen rồi. A few moments later. Của em như thế nào khi mà thấy anh Huy đã vượt qua kỷ lục của em? Nói chung là em với anh Huy thì cũng từng đi thi đấu với nhau nhiều, cũng từng ăn chung rồi cũng từng đối đầu với nhau, nhưng mà em rất là mừng khi thấy anh Huy ăn hơn em. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây á là Huy mày có cái thời gian mà chờ đợi cái bánh bao này rất là lâu, có nghĩa là lâu nhất trong các thí sinh luôn á. Bây giờ em ăn xong em có thấy là sự chờ đợi của em là hạnh phúc không? Quá hạnh phúc rồi. Xứng đáng hay không thì cái này cũng là của mình rồi. Phần thưởng này thì chúc mừng Huy đã hoàn thành thử thách bánh bao 1,5 kg và chúc giải 1,000,000 đồng. Thì 350.000 là tiền đặt cọc của Huy, còn lại là tiền thưởng là 1,000,000 nha cả nhà. Thì có nhiều chỗ người ta tổ chức, người ta sẽ quy động vô cái giải thưởng là cộng luôn cái tiền cọc luôn. Thì bên mình tổ chức thì mình sẽ xin nhấn mạnh một lần nữa là tiền cọc tu của thí sinh đó là tiền bánh bao rồi đó. Và khi thí sinh ăn thắng thì sẽ gửi lại cái tiền bánh bao đó cho thí sinh ha. Rồi khi em ăn rồi em cảm giác cái bánh bao của bà ngày hôm nay như thế nào em? Bánh bao nhân rất là chắc, bột thì mềm ngon. Nhưng mà hôm nay thì anh xin lỗi là cái phần hấp đó, nó cũng hơi chật chặt một chút. Dạ không sao nữa. Nhưng mà dạ, có... nó mềm. Nhưng mà có những người như Huy á thì mình sẽ rút kinh nghiệm để lần sau mình chuẩn bị cái công tác nó tốt hơn. Thì hôm nay có thiếu sót gì thì mấy anh em vui lòng bỏ qua ha. Dạ, không sao. Rồi hôm nay mình ngồi ăn bánh bao trong 2 ngày rồi. Thì đây là thí sinh có thể là ăn đỉnh nhất cả nhà, ăn bánh bao 2 ngày. Từ ngày cũ qua ngày mới, nói chứ là Huy chỉ ăn trong 12 phút 30 giây thôi nha. Rồi, thì trước khi mà kết clip ngày hôm nay á, thì anh rất là cảm ơn mấy anh em cũng đã tới ủng hộ cho quán phòng, cũng như là ủng hộ cho cuộc thi ăn bánh bao này. Đây là bạn Nghĩa, đến từ giới thiệu sơ và bản thân mình em. À, dạ. Vâng, xin chào cả nhà trên kênh Võ Sư Lộc. Thì em ngày xưa thì cũng là anh em quay từ với nhau. Ngày xưa thì mọi người hay biết đến em là Dr. Nghĩa. Và bây giờ thì dân đấy thì chắc là mình ký bản rồi, cũng không còn theo ngành nghề như cũ nữa. Thì cứ gọi em bây giờ là Mr. Nghĩa đi ạ. Rồi ok. Nghĩa thì các bạn có thấy giống sang vlog không cả nhà? À giống nha, giống. Rất là giống sang vlog luôn. Hôm nay có sang vlog tới dự cuộc thi thì rất là vinh hạnh luôn á cả nhà. Rồi thì cuối cùng thì chúc cho cả nhà xem clip khi mà thấy được sự cố gắng của Huy, thấy được sự hấp dẫn của bánh bao của bà làm, thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm thật là vui. Và cuộc thi này thì thắng thua nó sẽ không quan trọng cả nhà, quan trọng là mình gặp lại được những người anh em nè, mình biết thêm những người bạn mới ăn khỏe, những người bạn mà muốn thử thách bản thân của mình. Thì các bạn nào muốn đăng ký cuộc thi thì chúng ta liên hệ qua fanpage Võ Sư Lộc hoặc là qua Zalo 077 377 2124 để đăng ký cho tuần thứ 3 nha. Cho có tiến cử ai thì cho thử tiến hiệu nha. Rồi, và quan trọng ở đây là anh em mình tới với nhau không phải vì giải thưởng, mà tới với nhau để mình lưu lại những cái mốc thử thách ăn uống mình sẽ cùng vượt qua với nhau. Rồi thì chúc cho kênh của Béo TV sẽ có nhiều cái clip hấp dẫn thử thách thật là gây cấn nữa. Ở nhà thì có thể ủng hộ kênh Béo TV nha. Rồi có gì cho chú vào comment nha nhoi để mọi người biết là kênh Béo TV của mình làm về cái nội dung gì nè. Rồi giờ mình sẽ mang cái clip ở đây hồi đóng góp nước Mỹ nhà vui lòng.
như là đèn của mình cũng hết pin luôn rồi nha. Rồi nó nói là thôi chắc là cái clip nhanh đi. Rồi hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo nha.